Hiền Nội xin chào bạn, mình đang làm đây. Và sau thời gian nghỉ Tết khá dài và chính xác là mình bận chút nên hôm nay mình có thể tiếp tục ra video được. Nên là cảm ơn các bạn đã xem ra cái event đợt trước. Hôm nay thì mình đã đủ số lượng exotic ở map 31 để có thể nâng lên một cây lên S2 cộng rồi. Trước đây thì chính xác mình đã đủ rồi, nhưng mà những ngày tuần đầu ấy mình đã bán. Chính xác là những tuần đầu exotic ở map 31 khá được giá. Hiện tại các bạn mua trung bình nó chỉ tầm độ 45 đến 60 ra đi một cây Cindy thôi. Nhưng mà trước đây thì những tuần trước các bạn có thể bán được 90 ra đi một cây. Đây, hiện tại thì mình đã đủ rồi, thiếu mỗi spot thôi. Thiếu một cái spot nữa là mình đã lên được cây Cindy Max 31 Exotic lên được S2 cộng rồi. Qua Max 5 mình đang luôn đi thôi. Xem đam được bao nhiêu các bạn. Hiện tại thì đang từ 13 E lên được 19,9 E ạ. Chưa được 20 E. Khá là ok rồi. Vậy là các bạn có thể tăng lên sau này lên 25-30 ạ. Các bạn thấy cái exotic này, cái thunder exotic này vẫn đỉnh nhất. Sau đó là cây này. Hiện tại thì kinh nghiệm nó không tốn nhiều lắm. Mình cây này là never 325 rồi, 8 never là max never thôi. Theo mình nghĩ nó vẫn lên được 58,6 e. Nếu bạn max never cây này nhá. Còn hiện tại cây exotic ở max 31 thì tốn khá nhiều kinh nghiệm, mình level 323 mà các bạn đấy hơn 200 DD mới có thể lên được một level nữa. Như bạn biết thì map 31 đấy cũng ra khoảng thời gian khá là dài rồi. Nhưng hiện tại thì nam mình mới có 194 E thôi. Top 1 đã hơn 400 E rồi. Để vào top 50 này các bạn trung bình các bạn mỗi vũ khí các bạn là 20 E. Và sau đó cộng thêm cây Thunderbolt nữa, cái Thunder Exotic nữa thì các bạn có thể vào được top nha. Hiện tại thì mình mới có vài cây hơn 20 e chút thôi, có 2 cây thì bạn, nhưng mà vào top khá là khó. Đấy. Và qua cái event đợt vừa rồi ấy, đợt mùng 3 Tết thì mình đã làm event rồi, nhưng mà rút ra một chút kinh nghiệm này để mà trao cho các bạn cái vũ khí Exotic này hoặc là Zarya thì trong phần thưởng các bạn thì khá đơn giản thôi. Nhưng khi mà các bạn mà muốn nhận cái Zubook ấy thì khá là khó, nó khá là nhì nhằng các bạn ạ. Mình nghĩ trước đây mình nghĩ là trong tài khoản mình có Zubook ấy, mình chỉ chuyển qua khá là nhanh thôi. Nhưng mà nó không hề đơn giản chút nào. Các bạn muốn nhận Zubook ấy, mình muốn chuyển qua thì các bạn phải có một cái loại game, ý là các bạn phải tạo ra một loại game nó khá đơn giản thôi. Sau đó các bạn sẽ dùng cái game đấy, các bạn tạo một cái server riêng. Nếu mà mình muốn chuyển Zubook cho bạn thì mình vào mình dùng Zubook của mình mua cái server riêng của các bạn ấy và sẽ mất khoảng 5 ngày thì Zubook nó mới cập nhật cho bạn cái tài khoản, cái Zubook nó mới về cái tài khoản của bạn cơ. Đấy là cách nhanh nhất nhá. Còn cách thứ hai thì các bạn có thể, mình cũng thử tạo một group rồi, nhưng mà group ấy thì các bạn phải vào trong group của mình khoảng 14 ngày thì lúc đấy mình mới có thể trao được Zubook cho các bạn. Hiện tại thì mình cũng đã tạo một group rồi, mình sẽ để link đây. Sắp tới event mới thì các bạn cứ vào group dần đi. Event thì sắp tới mình các bạn nào thích ra đi hay Zubook thì mình cũng sẽ tặng Zubook thôi, nhưng mà cái thành viên trong cái group ấy thì sẽ được nhận, nó khá là đơn giản thôi và khá là không nhiều khó khăn đâu, nó không khó khăn như các bạn mà bây giờ mình cứ chuyển qua cái server riêng thôi. Đấy. Như bạn mua nhiều Zubook các bạn biết rồi đấy, nó mất khoảng 5 ngày chúng ta mới nhận được tài khoản, nhận được Zubook. Và rất nhiều cái shop mà bán rất chi không uy tín, các bạn nên lựa chọn nhé. Hôm trước mình cũng đã thử đặt Zubook, nhưng mà sau khi tạo tài khoản trên web và có nạp tiền thì không hề thấy tiền nó cập nhập vào cả. Không biết là do lỗi gì hay là Tết vẫn nghỉ Tết, biết mình không liên lạc với chủ shop, khá là cay cú nhưng không biết làm nào được cả. Rồi bây giờ mình sẽ mở vài cái, mình còn khá nhiều cái sự kiện này để mình mở cái nồi đan thôi, cũng được một cái giày rồi bạn. Hiện tại thì những cái phụ kiện mà liên quan vũ khí này vẫn rất có giá nhá, nhưng mình sẽ không bán. Liên quan vũ khí mình sẽ dùng để cố gắng nâng lên cái vĩnh cửu, mình chưa có đồ vĩnh cửu mà, và hôm nay thì có cái giày đây rồi, chắc chắn là mình có nâng lên vĩnh cửu xem đam là như nào nhá. Còn những cái mà tăng đam pet đam biết thì mình cũng không để ý lắm. Mà có ba cái vật phẩm ở trong cái sự kiện event ấy thì để mà có được ba cái thì khá là khó các bạn ạ.
Và hiện tại thì mình thiếu mỗi cái mũ này, là mình đã full một bộ thần thoại để tăng đa vũ khí rồi. Nhưng mà tại cái mũ thì mình đang dùng cái mũ trong sự kiện cũng khá là ngon. Hiện tại thì mình cũng đã đủ hai cái giày, mình sẽ nâng lên đây các bạn, giày đam đây. Sau các bạn mà full bộ thì các bạn có thể cơ hội được tăng đa vũ khí lên 80% nhá. Bây giờ mình sẽ nâng cái giày này lên vĩnh cửu cũng khá là đẹp các bạn ạ. Này mà các bạn full cây vĩnh cửu thì đam tăng khá là nhiều đấy. Chúng ta cùng xem đam này, đam lên 23,8%. Ngoài ra thì cứ gặp kẻ thù là đam cộng 14,9%. Như vậy các bạn full bộ vĩnh cửu thì đam sẽ tương đương khoảng 120%. Nếu các bạn full bộ nhá, hiện tại mình mỗi có chiếc giày thôi. Các bạn nào mà có full bộ vĩnh cửu rồi thì các bạn khá là pro. Ngoài ra thì mình thấy để giành được 40k cái item sự kiện ấy, để mình có ba cái phụ kiện mà tăng đam tăng nhức ở trong đấy thì hơi khó. Hiện tại mình mới khoảng 33k thôi các bạn. Còn mà còn 2-3 ngày nữa là hết event rồi, là hết sự kiện rồi. Cái sự kiện đợt tới sẽ như thế nào nữa. Và hy vọng đợt này mình sẽ thêm được cái phụ kiện thần thoại nữa. Bây giờ vừa nói xong, nhưng mà cái này nó chỉ tăng đam cho pet thôi các bạn ạ. Này các bạn thấy không, mình thì cứ khi nào mà có hai cái phụ kiện mà tăng đam vũ khí ấy, thì mình sẽ mở cái lò luyện đan này, chứ bình thường mình ít khi mở lắm ạ. Có tăng đam phép, mình tăng đam pet nhiều mình sẽ không mở đâu. Các bạn cũng muốn tỉ lệ ra nhiều cái mà tăng đam vũ khí các bạn nên dùng. Đây, ở đây chúng ta có một cái mục là tất cả cái vũ khí mà những spell lên level 6 rồi ấy, tăng sát thương vũ khí bạn lên 100% này. Cuối cùng thì mình cũng tất cả cái dòng này quan trọng thì đã lên được level 6 hết rồi, còn mỗi cái tăng đam spell này thôi. Đấy, mình cũng sẽ cố gắng đi. Ngoài ra cái spell này khá là ngon. Các bạn chịu khó cố gắng mà mình kiếm nhiều cuộn giấy nhá, ta sẽ nâng cấp đi. Hiện tại thì cuộn giấy của mình chính xác không có nhiều đâu, một những cái sự kiện event hiện tại nó không cho cuộn giấy, chỉ có cách là chúng ta đánh boss. Đây, ngày này mình chỉ còn 160 cuộn giấy thôi, mà mỗi lần cuộn mất 460 cuộn cơ. Các bạn chỉ đi tham mới lại đánh boss và đi quay làm có lượng cuộn giấy cơ. Thực tế ra thì để lên tất cả cái spell lên level 6 thì khá là mất thời gian các bạn. Thường thì những cái nào mà hôm nào có sự kiện event mà nhân 2 cái hoặc là nhân 5 những cái spell ấy thì mình sẽ đi đánh lại những cái map nào mà mình chưa có spell. Còn bình thường là như các bạn nhiều ngày các bạn giờ đánh có vài ngày các bạn đã lên được level, lên được map 31 rồi ấy, thì muốn có spell level 6 thì khá là khó. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nhá. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.